Xôn xao clip cô gái làm đổ trà sữa xuống đường vẫn bốc trân châu lên ăn vì tiếc quá. Vẫn biết nhiều người đam mê trà sữa, thế nhưng mê đến mức độ này thì một trong những món ăn vặt được rất nhiều người yêu thích, nhất là các bạn trẻ chính là trà sữa. Chúng ta từng chứng kiến cảnh tượng rất nhiều người sẵn sàng đứng xếp hàng chờ chỉ để mua được món trà sữa yêu thích, hay có những người đam mê tới mức ngày nào cũng phải uống ít nhất một cốc. Chuyện sẽ chẳng có gì cho, đến khi một cư dân mạng chia sẻ đoạn clip với tiêu đề mê trà sữa đến mức này thì lại khiến dân mạng có phản ứng trái ngược hẳn. Thì ra, đoạn clip này đã ghi lại cảnh tượng một cô gái làm đổ cốc trà sữa xuống đường, nhưng có lẽ do tiếc quá nên đã ngồi xuống và nhặt trân châu lên ăn. Cảnh tượng được quay lại từ góc độ không quá gần, thế nhưng cũng đủ khiến các cư dân mạng phải tròn mắt vì hành động này. Rất nhiều người xem đoạn clip xong đã có phản ứng dở khóc dở cười trước cảnh tượng này. Có nhất thiết phải như vậy không? Vào mua cốc khác cũng được mà. Trời, tôi đang xem cái gì thế này? Cuộc sống này thật nhiều điều khó hiểu. Hiện tại, vẫn chưa rõ đoạn clip được ghi vào thời điểm nào và ở đâu. Dù vậy, nó cũng đủ sức khiến dân tình xôn xao rồi. Nguồn TikTok. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.